Sau khi mà chúng ta đã sử dụng từ 10 đến 15 ngày sau thì cô bác anh chị thấy cái cơ thể chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Nó nhẹ nhàng hơn, chúng ta ăn ngon ha, thèm ăn, tiêu hóa tốt. Và chúng ta nước tiểu chúng ta nó sẽ không vàng nữa, nó sẽ trong trở lại, rất là tuyệt vời. Mỗi phút thì nó có 125ml máu được lọc qua thận. Như vậy thì cái việc mà lọc thận á, thì nó sẽ nhanh gọn hơn, nó sẽ lẹ làng hơn. Như vậy thì tới đây thì cô bác anh chị mình là biết được vì sao mà chúng ta sử dụng cái lọc qua thận này thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Xin chào cô bác anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô bác anh chị mình một cái cách để chúng ta có thể lọc được cái gan, cái thận chúng ta. Thì cái gan mà cái thận chúng ta là nó không khỏe thì nó sẽ có rất là nhiều cái bệnh mà nó phát sinh trong cơ thể chúng ta. Cái thận là theo đông y người ta nói cái thận là một cái bộ phận dương, nói chung là bộ phận chính để có thể là nuôi dưỡng và thanh lọc cái cơ thể chúng ta. Nếu thận chúng ta bị hư, bị bệnh thì nó kéo theo toàn cơ thể chúng ta, nó sẽ bị yếu dần và nó sẽ không còn sức lực và để sức đề kháng để có thể chống chọi được những cái căn bệnh ở ngoài. Nó xâm nhập chúng ta, những gốc tự do, những cái vi khuẩn lạ nó sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bác anh chị mình một cái cách để thanh lọc thận gan, để chúng ta có thể làm cho cái thận, cái gan chúng ta nó sạch đi, và nó sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch cho chúng ta, và nó sẽ thanh lọc được những cái bệnh về gan, những cái bệnh gan mãn tính, ví dụ như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, gan B, gan C. Thì sau khi chúng ta dùng những cái loại dược liệu này, nó sẽ thanh lọc từ từ và nó sẽ cải thiện cho chúng ta từ từ ha. Thì để có cái cách thì rất là đơn giản, đây của anh chị. Thì đây này của anh chị, của anh chị nhận ra đây là cái gì không? Đây là cái cây cần tây. Cây cần tây này mình trồng ở ở xứ mình thôi, là nó nhỏ như thế này, nhưng á, cái cần tây á, mà ở Đà Lạt á, là cái cọng nó rất là bự, có thể là nó bự bằng ngón tay cái của mình nè, là một cái cọng như thế này nè. Cái cần này á, là mình trồng ở đây cho nên nó là nó không có lớn. Nếu mà cô bác anh chị mình á, có cái cần tây mà Đà Lạt á, thì nó sẽ rất là tuyệt vời hơn. Nhưng ở đây mình có cần tây này thì mình cứ sử dụng cần tây này. Nó vẫn là tốt thôi, nhưng mà nó sẽ một phần nào đó nó sẽ không tốt bằng cái cần tây Đà Lạt hay của bác anh chị mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị mình cái loại cần tây này để chúng ta có thể thanh lọc thận cho chúng ta, gan và thận rất là tốt luôn. Thanh lọc gan và thận hay của bác anh chị mình ha, rất là tuyệt vời từ cái cần tây này. Không những nó là một cái loại thực phẩm bình thường, chúng ta thường hay ăn nó bằng cách là chúng ta chế biến ra cái món ăn, nhưng thực sự ra nó đóng một cái vai trò rất là tuyệt vời trong cái việc mà chúng ta trị về cái bệnh gan, về thận. Có nghĩa là chúng ta sẽ thanh lọc, và nếu mà chúng ta thanh lọc thận và gan, có nghĩa là chúng ta đã một phần nào đó phòng được những cái bệnh về thận và về gan rất là tuyệt vời. Thì rất là nhiều cái cách để chúng ta thanh lọc cơ thể mà trong kênh Hải đã chia sẻ cho cô bác anh chị mình, rất là nhiều cái cách. Nhưng hôm nay Hải sẽ bổ sung thêm một cái cách rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản và dễ làm, ai cũng có thể làm được hết, để chúng ta thanh lọc thận và gan cho chúng ta, để chúng ta có một cái lá gan và hai quả thận mạnh khỏe mà chúng ta mong muốn. Bởi vì cái hàng ngày chúng ta thường ăn những loại thức ăn, thường thì rau củ quả nè, rồi những cái thức ăn có chất bảo quản. Còn rau củ quả thì nó sẽ có những cái chất bảo vệ thực vật mà nó chưa chuyển hóa hết trong cái cây gọi là cây rau của chúng ta. Bởi vì là nhà nông hiện tại thì trồng tất cả các loại hoa màu, thì người ta sẽ thường thì dùng những cái loại nói chung là bảo vệ thực vật, rồi thuốc dưỡng cây. Nhưng mà có những nhà nông người ta có tâm thì người ta để đến cái ngày mà nó an toàn để sử dụng thì người ta mới nhổ lên và người ta mới thu hoạch để bán cho người tiêu dùng. Nhưng có một số nhà nông chạy theo lợi nhuận, lại là chưa đến ví dụ 7 ngày sau khi xịt thuốc thì chúng ta có thể ăn sử dụng được, còn này mới có 4 ngày 5 ngày thì người ta đã nhổ lên và người ta sẽ bán cho người tiêu dùng. Như vậy thì nó kéo theo đó là người tiêu dùng chúng ta sẽ bị
lần dần dần cái gan cái thận nó tích tụ những cái loại này thì nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều cái bệnh sau này. Và hôm nay cái rau cần tây này nó sẽ giúp cho cô bác anh chị mình có thể giải độc, lọc thận, lọc gan cho cô bác anh chị mình rất là tuyệt vời từ những cái lý do đơn giản như vậy. Thì tại sao mà Hải lại chia sẻ cái rau cần tây này để thanh lọc? Thanh lọc thì có rất là nhiều cách để chúng ta thanh lọc, thanh lọc qua đường đại tiện hoặc là thanh lọc qua đường tiểu. Thì thanh lọc qua đường tiểu này nó sẽ tuyệt vời hơn, nó sẽ nhanh gọn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là thức ăn là của chúng ta khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ đi qua dạ dày, nó sẽ chuyển hóa thành cái dưỡng chất và nó sẽ qua qua cái đoạn 2 của tá tràng của chúng ta và nó sẽ xuống ruột non. Và ở ruột non này nó có những cái mao tràng ruột và nó hút những cái dưỡng chất này và nó sẽ dưỡng chất thôi của bác chị mình, và nó sẽ hút nước qua những cái mạch máu lớn và mạch máu lớn, và nó sẽ đi vào trong cái tuần hoàn chung, đi qua tĩnh mạch. Và khi mà nó đi qua tĩnh mạch như vậy thì nó sẽ có máu chúng ta nó sẽ có cái màu đen, bởi vì nó chứa cái CO2 nhiều. Và sau khi nó như vậy thì nó sẽ trở về tim, cái máu đen này nó trở về tim và nó sẽ lên phổi. Lên phổi thì để nó thải cái CO2 ra và nó sẽ lấy cái oxy, mà khi chúng ta thở chúng ta hít oxy vào đó thì máu nó sẽ trở thành cái máu đỏ tươi. Đó. Và sau khi nó đỏ tươi trở lại, nó đầy đủ oxy trở lại thì máu này nó sẽ đi qua gan và đi qua thận. Sau khi đi qua thận rồi thì thận nó sẽ lọc những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và cuối cùng nó sẽ lọc ra những cái cặn bã, những cái chất mà không có lợi cho cơ thể chúng ta, và nó thải qua đường tiểu. Như vậy thì mỗi phút thì nó có 125ml máu được lọc qua thận. Như vậy thì cái việc mà lọc thận á, thì nó sẽ nhanh gọn hơn, nó sẽ lẹ làng hơn. Như vậy thì tới đây thì cô bác anh chị mình là biết được vì sao mà chúng ta sử dụng cái lọc qua thận này thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Thì như vậy thì Hải đã chia sẻ một số cái thông tin về cái cách mà để chúng ta thanh lọc thận và cái đường chuyển hóa từ thức ăn trở thành những cái chất dinh dưỡng và lọc ra những cái chất không cần thiết cho cơ thể, có hại cho cơ thể, để đào thải ra ngoài. Và bây giờ mình đi đến những cái cách thật sự đơn giản nhất để thanh lọc thận, thanh lọc gan, để chúng ta có một cái cơ thể thật sự khỏe mạnh và chống chọi lại những căn bệnh rất là hiểm, nguy hiểm, rất là nói chung là bệnh thận và bệnh gan thì cô bác anh chị mình biết rằng nó nguy hiểm đến cỡ nào. Và để không mất thời gian của bác anh chị mình, Hải sẽ đi vào những cái cách cực kỳ đơn giản để chúng ta có thể áp dụng ngay và liền ha cô bác anh chị mình ha. Thì cái rau cần tây này á, chúng ta sử dụng hàng ngày bằng cách là cô bác anh chị ha, lấy rau cần tây rửa cho sạch sẽ đi ha, rửa cho sạch sẽ đi, ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo. Cái vấn đề mà ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo á, video nào, hầu như video nào mà sử dụng cái dược liệu mà tươi á, thì Hải cũng chia sẻ cho các anh chị mình. Thì Hải sẽ có một cái video để giới thiệu về cô bác anh chị mình để mình khám phá thêm. Nếu cái dược liệu của Hải á, cái dược liệu á, mình không rửa qua nước muối mà mình chỉ rửa qua nước sạch, và cái dược liệu á, mà mình rửa qua nước muối và rửa qua nước sạch, và cái dược liệu mình không rửa, thì nó sẽ có hại cho cơ thể chúng ta như thế nào? Hải sẽ có một cái video để cho cô bác anh chị mình có một cái cách nhìn khác về ba cái vấn đề này mà cô bác anh chị mình sau này cô bác anh chị mình có thể áp dụng để chúng ta có thể có một cái dược liệu hoặc là có một cái món ăn an toàn nhất ha cô bác anh chị mình ha. Rồi thì để đi vào cái cách mà để chúng ta làm thì nó rất đơn giản thôi. Cô bác anh chị lấy cho Hải là nửa ký cần tây, nửa kg cần tây, rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch qua nước sạch để ráo, và cô bác anh chị thái nhỏ khúc ra, thái nhỏ ra. Cô bác anh chị bỏ vào một cái nồi và cô bác anh chị đổ cho Hải là từ 2 đến 3 lít nước sạch ha. Và cô bác anh chị nấu lên cho Hải, sau khi sôi, cô bác anh chị để cho Hải thêm từ 5 đến 10 phút ha. Tốt nhất là cô bác anh chị để cho Hải thêm 10 phút nữa, để cho nó sôi và 10 phút nữa thì cô bác anh chị tắt bếp và cô bác anh chị có thể gạn lấy nước bỏ bã đi và cô bác anh chị uống trong ngày cho Hải ha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai
cô bác anh chị có thể cách này là tốt nhất ha, tốt nhất nè. Cô bác anh chị có thể lấy nửa kg cần tây ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch qua nước sạch. Cô bác anh chị giã nhuyễn hoặc bỏ vào máy xay sinh tố, xay cho thật nhuyễn. Rồi cô bác anh chị đổ cho Hải thêm nửa lít nước vào, nửa lít nước đã nấu chín để nguội ha, nửa lít nước nấu chín để nguội hoặc nửa lít nước lọc ha. Và cô bác anh chị vắt lấy nước bỏ bã đi ha. Đổ nửa lít đó vào cái mà mình mới xay nhuyễn ra rồi đó, đổ vào đó, xong rồi mình quậy cho đều, xong mình vắt lấy nước cốt và mình sẽ bỏ bã. Và cái nước đó cô bác anh chị chia làm hai lần uống trong ngày cho mình ha. Sáng và trưa, lưu ý là tối chúng ta không có sử dụng ha, chiều chúng ta không sử dụng, chúng ta chỉ dùng sáng và trưa ha. Cô anh chị có thể uống trước bữa ăn cũng được và sau bữa ăn cũng được, nhưng tốt nhất cô anh chị uống cho Hải trước bữa ăn 5 đến 10 phút rồi cô anh chị mới ăn sau. Còn những người bị đau dạ dày thì cô anh chị sẽ uống sau bữa ăn cho Hải ha. Bởi vì cái sau khi chúng ta xay lên á thì nó sẽ có cái những cái vị cay nồng ha. Thì vì cay nồng mà chúng ta bị đau dạ dày mà chúng ta uống trước khi ăn thì như vậy thì nó sẽ gây cồn cào khó chịu cho dạ dày chúng ta. Như vậy thì những người mà đau dạ dày thì chúng ta sẽ uống sau bữa ăn. Còn những người nào không đau dạ dày chúng ta sẽ uống trước bữa ăn ha. Như vậy thì mình sẽ chia sẻ thêm một số công dụng. Nó sẽ giúp cho cái gan nhiễm mỡ nè, gan B, gan C dần dần nó cải thiện lại. Nó sẽ lọc mà, nó sẽ cải thiện lại, chứ không phải như thuốc tiên ha cô bác chị mình ha. Cô bác chị sử dụng cho Hải là từ 10 đến 15 ngày sau thì nó sẽ cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường rất là tốt. Nhờ vậy mà cái cao ra cần tây này, sau khi xem những cái video, ví dụ như video dạng của mình đang chia sẻ cho các anh chị mình, thì các anh chị mình sẽ nhìn một cách khác đối với cái rau cần tây này. Không những để làm thực phẩm thức ăn mà nó còn giúp cho cơ thể chúng ta cực kỳ tuyệt vời về vấn đề thanh lọc gan, thanh lọc thận, giúp cho cơ thể chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, chống được những cái tế bào lạ và những gốc tự do nó xâm nhập cơ thể chúng ta. Bởi vì cái hệ miễn dịch chúng ta nó cao lên rồi thì các anh chị mình là rất là tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta đã sử dụng từ 10 đến 15 ngày sau thì cô bác anh chị thấy cái cơ thể chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Nó nhẹ nhàng hơn, chúng ta ăn ngon ha, thèm ăn, tiêu hóa tốt. Và chúng ta nước tiểu chúng ta nó sẽ không vàng nữa, nó sẽ trong trở lại, rất là tuyệt vời. Như vậy thì rất là tốt trong cuộc sống ha. Rồi thì hôm nay thì Hải đã chia sẻ cho cô bác anh chị mình một cái số thông tin và một cái số cách để chúng ta có thể sử dụng cái rau cần tây này mà áp dụng vào cuộc sống. Mong rằng nó có thể giúp đỡ được một phần nào cho các bác anh chị mình. Rồi, thì cuối video, hãy chúc cho các bác anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Và hãy không quên cảm ơn các bác anh chị đã luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Và bây giờ thì video Hải xin được kết thúc ở đây. Bye bye mọi người nha.